Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Đồng Nai chuẩn bị tái định cư cho hơn 2.000 hộ dân. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương và cam kết số vốn ngân sách địa phương vào dự án với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng. Trong trường hợp điều chỉnh tăng thêm tổng mức vốn đầu tư của dự án, tỉnh Đồng Nai cũng cam kết bố trí đủ số vốn tăng thêm tương ứng với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo ông Vũ Xuân Dự, trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Giao thông Vận tải, trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thực hiện phân kỳ đầu tư đối với dự án. Cụ thể, giai đoạn 1 của dự án được đề xuất đầu tư với quy mô từ 4 đến 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Trong đó, đoạn từ thành phố Biên Hòa, Long Thành, nút giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và đoạn từ Tân Hiệp, Long Thành đến quốc lộ 56 sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe, quy hoạch hoàn thiện 6 làn xe. Riêng đoạn Long Thành – Tân Hiệp giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ đầu tư xây dựng với quy mô 6 làn xe, quy hoạch hoàn thiện 8 làn xe. Do đó, để phục vụ xây dựng dự án, Đồng Nai sẽ thực hiện thu hồi diện tích gần 373 hectare trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Với diện tích đất cần thu hồi như trên, dự kiến dự án sẽ phải thực hiện bố trí tái định cư cho hơn 2.000 hộ dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên cũng cho biết, thành phố đã tiến hành rà soát lại quỹ đất trên địa bàn. Qua rà soát, hiện có 4 khu đất gồm 3 khu trên địa bàn phường Phước Tân và 1 khu tại phường Tam Phước được lựa chọn để xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án. Trong khi đó, huyện Long Thành phải bố trí tái định cư cho hơn 1.000 hộ dân. Hiện nay, huyện xác định được 2 khu đất để xây dựng các khu tái định cư, gồm 1 khu có diện tích gần 30 hectare thuộc địa bàn xã Long Đức và 1 khu có diện tích khoảng 32 hectare thuộc xã Long Phước. Đánh giá về vai trò của dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo cho rằng dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là dự án quan trọng quốc gia. Nếu được đầu tư xây dựng sẽ mang lại nhiều giá trị to lớn, mở ra con đường huyết mạch, góp phần mở rộng không gian phát triển cho tỉnh Đồng Nai, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là khi kết hợp với sân bay Long Thành, kết nối với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Bến Lức, Long Thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.